Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng Chạp năm 2003. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Xóm Thượng trong khóa tu mùa thu và học tiếp Lâm Tế Lục. Chúng ta mở ra trang 13 của bản dịch tiếng Việt. Này các bạn tu, cái thấy về Phật Pháp của tôi đã tiếp nhận từ các hòa thượng Ma Cốc, Đan Hà, Đạo Nhất, Lô Sơn và Thạch Cúng. Thạch Cúng nhưng phải thạch đầu. C-U-N-G hỏi. Sự trao truyền của truyền thống này đã phổ biến trên thiên hạ. Bỏ bước tiếp cùng. Đã phổ biến trên thiên hạ. Nhưng vì chưa tin nhận được. Bao chữ ai, bởi nhưng vì chưa tin nhận được, nên nhiều người còn nhạo báng. Sự trao truyền của truyền thống này đã phổ biến trên thiên hạ, nhưng vì chưa tin nhận được, nên nhiều người còn nhạo báng. Như ý chí của Tổ Đạo Nhất, thuần nhất và không tạp loạn như thế, và cả 350 người tới học cũng không nắm bắt được. Những ý chí của Tổ Đạo Nhất thuần nhất và không tạp loạn như thế, mà cả 350 người tới học cũng không nắm bắt được. Cái câu này tiết lộ ra rằng trong cái tu viện của Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất á, nó có 350 người xuất gia được tới nghe khai thị. Và trong 350 người đó, không có ai nắm được cái ý chí của tôi. Vậy mà bây giờ Thầy Nhất Hạnh mà không có đệ tử nào nắm được cái ý, thì cũng thường thôi. Nó có nghĩa như vậy. Mã Tổ Đạo Nhất là một thiền sư lớn. Thiền sư cử phát vào cái bậc nhất, nổi tiếng vô cùng. Đạo phong rất là lẫm liệt, năng lượng rất là vĩ đại. Và đó là sứ ông của Thiền Sư Lâm Tế. Sứ ông của Thiền Sư Lâm Tế. Thầy của thầy. Thầy của thầy. Ngày xưa chuyên ngồi thiền và ngồi thiền rất là siêng. Ở chùa Bát Nhã đó, Thiền Sư Đạo Nhất ngồi thiền sáng, trưa, chiều, ngồi mười mấy giờ một ngày, có khi không có ngủ. Thì hồi đó, Thiền Sư Nam Nhạc nghe nói có một thầy ngồi thiền sáng như vậy, ở chùa Bát Nhã mới tìm tới để gặp. Khi mà gặp Mã Tổ rồi và biết rằng Mã Tổ là cái người mà ngồi thiền siêng năng như vậy, thì Thiền Sư Nam Nhạc mới lượm một viên ngói ở ngoài vỉa hè đó và ngồi xuống bắt đầu mài cái viên ngói đó. Mài một hồi lâu không biết để làm gì, thì Thiền Sư Mã Tổ mới hỏi: "Họ thường làm gì vậy?" Thì Thiền Sư Nam Nhạc nói là: "Tôi đang mài ngói, mài viên ngói." Thì Mã Tổ mới hỏi: "Mài ngói để làm gì mà tốn công như vậy, ngồi cái nửa giờ đồng hồ mài viên ngói đó
để làm gì vậy? Thì Nam Nhật nói, tôi mài để làm thành tấm gương soi. Tôi soi mặt. Thì mà tôi mới nói lượn. Hòa thượng sao kỳ cục vậy? Làm sao mà mài ngói mà thành tấm gương được? Tấm gương soi được. Thì Nam Nhạc mới nhìn Ma Tô nói rằng, vậy thì ngồi thiền mà làm sao thành Phật được? Thì lúc đó Ma Tô mới giật mình. Thì Tô Nam Nhạc mới nói, khi mà chiếc xe bò nó ngừng lại, nó không có đi đó, thì mình nên đánh cái xe hay mình đánh con bò? Có nhưng là phải đánh con bò. Đánh cái xe thì nó đâu được. Thiền không phải là vấn đề ngồi hay là không ngồi. Nói rằng ngồi mới là thiền, còn không ngồi là không phải thiền, là trật lắc hết. Cái ý của Hòa Thượng là thiền á, nó có nằm ở trong một cái tư thế. Khi mà có thiền á, thì ăn cơm, uống trà, gánh nước, bó củi, đi, đứng, nằm, ngồi đều có thiền hết. Chứ nghĩ rằng chỉ có ngồi mới là thiền thì sai. Vì vậy cho nên Hòa Thượng nói là thiền không phải là chỗ ngồi hay là không ngồi. Không ngồi cũng phải là thiền, mà ngồi cũng phải là thiền. Chứ đừng có nói rằng ngồi không phải là thiền thì mình không ngồi, mình cho không ngồi là thiền thì cũng chết luôn. Cho nên các sư chú đừng có tưởng bở. Tưởng bở dịch tiếng Anh sao? Khó dịch quá. Dịch tiếng Pháp cũng khó lắm. Sư chú, các sư cô đừng tưởng bở. Nghe tổ nói là thiền không phải là do chỗ ngồi, thì mình tưởng là do chỗ không ngồi rồi mình nằm biển ngủ. Nhưng mà sau này thì Ma Tô có nhiều đệ tử giỏi. Lúc ban đầu thì 350 người ngồi mà không có ai nắm được ý chỉ. Nhưng mà sau này thì nhờ tổ kiên nhẫn thành từ từ có những đệ tử giỏi. Trong đó có tổ Bạch Trường. Thiền sư Bạch Trường, người đã sáng chế ra cái thanh quy đó, cái monastic code của thiền tông đó, là đệ tử của thiền sư Ma Tô. Và thiền sư Bạch Trường là thầy của Tổ Lâm Thế. Thiền sư Bạch Trường nổi tiếng một phần cũng nhờ cái lời tuyên bố là bất tác bất thực. Tức là khi mình không có làm thì mình không có ăn. Một hôm đó chúng đi chấp tác và thấy thầy và thấy tổ lớn tuổi rồi mà khi nào cũng đi ra vác cuốc để làm chung với chúng, thì họ mới thương, họ giấu cái cuốc đó đi. Thì tổ Bạch Trường bữa đó không có ra ăn cơm trưa. Hỏi tại sao Hòa Thượng không có ăn cơm trưa? Nói tại vì tôi không có làm việc, ai giấu cái cuốc của tôi rồi thành ra tôi không ăn cơm trưa. Phải làm mới có ăn. Thành ra thiền viện ngày xưa đạo tràng nào cũng có vườn rau hết. Chùa Tổ Từ Hiếu mình trồng sắn, trồng khoai, trồng rau đủ hết. Mình nuôi bò để lấy phân, trồng rau. Và các thầy, các sư cô làm việc ở ngoài vườn trồng cây, trồng sắn, trồng rau là rất đẹp. Có những cái tổ chức mà có những thiền viện mà căn cứ trên cái sự canh tác đó mà sống được, gọi là những cái nông thiền. Farming Zen Institute, những nông thiền. Và trong khi mình làm việc thì mình vẫn thiền quán được như thường. Không có nghĩa là khi mình tưới rau, tưới cây hay là gánh nước hay là hay mình gieo hạt mà mình không có tu thiền.
Tất cả các chùa thuộc Mai Thông Đạo Tràng đều có vườn rau hết. Sông Thượng cũng có, Sông Hà cũng có, Sơn Hà cũng có, Sơn Thượng cũng có, Sông Mới cũng có. Bên Mỹ cũng vậy, chỉ trừ sông Vững Chãi là chưa có vườn rau, hơi ốc dục. Trước thì có vườn rau mà không biết bây giờ làm sao mà vườn rau nó tiêu luôn. Vì vậy cho nên phải có vườn rau thì mới giống đúng là thiền viện. Tối đầu nhất á, là người sáng tạo ra tiếng hét đầu tiên. Có một bữa tổ hét lớn quá, cho nên nổi thầy Nam Nhạc Hòa Nhượng điếc tai luôn cả 3 ngày. Trong 3 ngày đó không có nghe được gì hết. Nhưng mà chính Tổ Lâm Tế mới là người sử dụng tiếng hét. Và tiếng hét nó trở thành ra một cái pháp môn. Tiếng hét của sư ông truyền lại tới đời của sư cháu thì mới trở thành ra một cái pháp khí. Giờ sư ông hét làm cho người ta điếc tai tới 3 ngày, 3 đêm luôn. Sau này mình sẽ có cơ hội học thêm về nội dung của tiếng hét của Lâm Tế. Thiền sư Đạo Nhất nhớ ý chỉ của Tô Đạo Nhất, ý chỉ tức là cái đường lối, cái tông chỉ, principle, cái main line có ý chỉ Đạo Nhất thuần nhất và không tạp loạn như thế mà cả 350 người tới học cũng không nắm bắt được. Tổ Lô Sơn thảnh thơi và chính chân như thế, nắm vững được cả 2 chiều thuần nghịch như thế mà đệ tử cũng còn hoang mang, không thăm dò được bờ mé của trí tuệ Ngài. Lô Sơn là một cái chỗ rất là đẹp, cái núi rất là đẹp. Nhiều người rất ao ước tới thăm. Ngày xưa có thiền sư Huệ Viễn ở trên đó. Và Tổ Lô Sơn đây á, tên là Trí Thường Quy Tông. Trí Thường cũng là đệ tử của Mã Tổ Thiền Sư, ngang hàng với Bách Trưởng. Quy Tông Trí Thường và Tổ Lô Sơn có một người đệ tử tên là Đại Ngu. Đại Ngu không có nghĩa là rất ngu đâu. Đại Ngu này, chính nhờ Đại Ngu này mà Tổ Lâm Tế bừng tỉnh và giác ngộ. Từ cái hồi mà Tổ Lâm Tế tới học với Tổ Hoàng Bích ấy, thì vị thú tòa mới nhắc Tổ là tại sao không có, chú ở đây lâu rồi mà tại sao không có lên thỉnh thầy để hỏi đạo. Thì thầy Lâm Tế mới lên Tổ Hoàng Bích để hỏi về đại ý Phật pháp, rồi mỗi lần hỏi như vậy là bị Tổ đánh một cái. Và cuối cùng thì thấy tuyệt vọng quá mới muốn bỏ ra đi. Thì lúc đó đã muốn bỏ đi thiệt rồi. Lúc đó vị thủ tòa mới thấy Tổ Lâm Tế là một người có khả năng, có trí tuệ. Thành nó ra đi như vậy hơi uống, thành nó lên bạch với Tổ Hoàng Bích là lát nữa, nếu
cái thời đó có lên xin từ biệt á, thì xin tổ nói cho một cái câu nào đó để an ủi, chỉ hướng, chỉ đường cho vị đó, tại người đó là một pháp khí trong tương lai. Thì khi mà Lâm Tế lên tổ Hoàng Bích thì tổ Hoàng Bích nói đi đâu, mà con chưa biết đi đâu nữa. Thì Hoàng Bích nói thôi bây giờ đi tới Đại Ngô đi. Đại Ngô là đệ tử của Tố Lộc Sơn. Thì khi mà Lâm Tế đi tới Đại Ngô thì Đại Ngô nói đâu tới vậy, từ đâu tới vậy, con là từ đạo tràng Lâm Tế tới. Tại sao bỏ tới đây chi vậy? Rồi mới kể ra là con ở đó đã bao nhiêu năm. Con lên hỏi như vậy thì bị đánh. Rồi con hỏi lần thứ hai nó cũng bị ấn. Lần thứ ba bị ấn, con thất vọng quá thành là xin đi. Rồi Đại Ngô mới nói, thầy là đồ ngu. Tố Hoàng Bích là thương thầy có cái lòng từ bi lớn như vậy đó. Tại vì Tố Lâm Tế nói không biết tôi có cái lỗi gì không, mà mỗi lần lên là bị đánh. Thầy Đại Ngô nói thầy là đồ ngu. Cái lòng từ bi của Tố Hoàng Bích lớn như vậy mà không có thấy. Thì khi mà nghe câu đó thì tự nhiên ở trong lòng của Tố Lâm Tế nó có cái sự bừng tỉnh và thấy rõ rõ ràng được là cái đánh đó không phải là do ghét, do giận, mà đó là một cái pháp môn. Nó giống như là đoạt cảnh. Tại mình đi tìm kiếm một cái gì đó, mình bị kẹt vào một câu hỏi nào đó, một cái vấn đề gì đó, mà sự tìm kiếm đó nó không có đưa tới kết quả, cho nên tổ đánh là để cho mình chặt đứt cái đó đi, để đừng mình đừng cứ đi tìm về cái phía đó. Thì sư Hoàng Cầm ở ngoài Bắc á, nó có làm bài một bài thơ mà trong đó có cái câu như thế này: ta ru em lớn lên em đừng tìm mẹ phía cơn mưa, ta ru em lớn lên em đừng tìm mẹ dưới phía cơn mưa. Thì khi mà thầy đọc mấy câu thơ đó thì thầy cũng giật mình, tại chúng ta đều là những người đi tìm mẹ, đi tìm cái lý tưởng. Mà chúng ta đi tìm lý tưởng về cái phía gọi là cách mạng bạo động, chúng ta sẽ khổ, chúng ta sẽ không tìm thấy mẹ. Tại vì Thi sĩ Hoàng Cầm cũng là một người đã từng đi qua cách mạng, đã từng tham dự cách mạng. Và văn nghệ sĩ miền Bắc khi mà diễn tả cái tâm mình không có diễn tả được trực tiếp, phải nói bóng bẩy, phải nói bằng hình ảnh như vậy. Biết bao nhiêu thanh niên Việt Nam đã lên đường, đã yêu thương giống nòi, yêu thương đất nước, đã muốn cống hiến cái cuộc đời mình cho đất nước, cho quê hương, đi tìm tổ quốc, đi tìm tương lai, nhưng mà đã đi theo con đường cách mạng bạo động. Và rốt cuộc tay mình nhúng máu của đồng bào, của anh em mình. Thì cái đó, những cái người chiến sĩ Việt Nam khi đi với một tâm hào hùng rất là trong trắng, rốt cuộc lại thì thấy rằng tay mình đẫm máu, chấm dứt lẫn nhau, và cuối cùng thì cái sự đánh đấu đó nó đưa tới một cái tình trạng chia rẽ, tranh giành, và cuối cùng là tham nhũng. Những người có công với cách mạng, với cuộc tranh đấu, đã sống nghèo khổ, đói rách, bị kỳ thị, trong khi những người mà có cơ hội chủ nghĩa thì lên làm lớn.
Và mấy cái câu đó tuy là đơn sơ, nhưng mà khi mà thầy đọc thì thầy thấy rất là thấm thía. Ta ru em lớn lên, em đừng tìm mẹ phía cơn mưa. Ở đây cũng vậy. Mình người tu, mình đi tìm cái sự chứng ngộ giải thoát ở cái phía trí thức tìm cầu. Không bao giờ tìm được, đạt được hết. Vì vậy cho nên Tố Lâm thấy giật mình, thấy được rõ ràng là cái đánh của Tổ Hoàng Bích đó là để cho mình chấm dứt cái sự tìm cầu về cái hướng trí năng. Và Tố nói, trời đất ơi, thì ra giáo lý Phật Pháp của Tổ Hoàng Bích cũng có gì là lạ. There's not much in the teaching of my teacher. Nếu trong các sư chú, sư cô mà người nào có thể nghĩ như vậy về thầy thì là người đó đã khá. Thầy đâu có dạy gì nhiều đâu. There's not much in the teaching of thầy. Nói được như vậy là giỏi lắm đó. Nhưng mà phải có cái kinh nghiệm trực tiếp rồi mới được nói như vậy. Còn cứ nghĩ rằng trời đất ơi, mình bao giờ mình được thầy là hỏng rồi đó. Nó bị kẹt vào cái mặc cảm á. There's not much, as I see, there's not much in the teaching of Hoàng Bích. Lúc đó Đại Ngu mới trừng mắt. Ông nói gì? Ông vừa mới nói là ông hiểu tại sao có lỗi gì mà bị đánh ba lần. Bây giờ ông lại dám nói rằng là không có gì ghê gớm ở trong cái giáo lý của Hoàng Bích được. Lúc đó Lâm Thế mới nắm thủi và đánh thầy Đại Ngu ba cái. Tại vì cái đánh đó nó trở thành ra cái tình thương rồi. Biết rằng cái đánh đó là tình thương. Thành ra mình cũng đánh ba cái, đánh thầy Đại Ngu ba cái để tỏ rằng mình cũng thương thầy Đại Ngu giống như mình Tổ Hoàng Bích đã thương mình. Thành ra cái đánh đó là cái tình thương. Nhưng mà khi mình có giác ngộ thì cái đánh của mình đó, nó mới biểu lộ được tình thương. Còn nếu không, nó chỉ biểu lộ sự ngu dốt hay là sự giận dữ thôi. Có một lần Tổ Lâm Tế trong cái pháp hội lớn như vậy, Tổ Lâm Tế nói ngày xưa Sương đánh tôi ba cái mà tôi có cảm tưởng như là Sương lấy một cái cành hoa đưa vào người tôi rất là đầy tình thương, rất là nhẹ nhàng, rất là thơm. Một nhành nhũ hương, một nhành ngải cứu. Thì tôi còn nhớ mãi cái đó, là tôi nhớ mãi cái sự dịu dàng, cái hạnh phúc được sư ông đánh ba cái. Ở trong chúng này có người nào có thể thay thế sư ông lên làm chuyện đó lại cho tôi không? Thì lúc đó có một thầy lên, con làm được. Làm được thì mới đi lên. Tổ đưa người đó cầm, Tổ mới ấy một cái cho người đó ngã lăn, tại vì người đó không có tư cách để bắt trước sư ông Hoàng Bà. Chứ không phải là mình muốn đánh mà đánh được đâu. Mình đánh là đánh từ cái sự u mê của mình, là sự giận dữ của mình. Nhưng mà khi mà Tổ đánh là hoàn toàn từ nơi cái tình thương rất lớn. Và tiếng hét là một pháp môn, mà cây gậy cũng là pháp môn, nhưng mà phải nằm ở trong tay bậc giác ngộ thì mới được. Đệ tử của Tổ Lâm Tế, nhiều người bắt chước thầy hét, nhưng mà tiếng hét của nhiều người không có giá trị gì hết trơn. Cho nên có một bữa Tổ mới kêu chúng lại, Tổ nói rằng là đừng có bắt chước tôi nha. Nếu mình không phân biệt được chủ với khách, mình không có thấy được đạo, thì tiếng hét của mình nó chỉ có hại thôi, không có lợi gì hết. Ví dụ như có hai người đồng thời thấy nhau và cùng hét,
Nếu mà mình không có biết được ai là khách, ai là chủ của cái nội dung của hai tiếng, của tiếng hát đó, thì mình đừng có hát. Từ rày trở về sau, tôi cấm các thầy hát. Nếu mà các thầy không có được cái tuệ giác ở trong người của mình, cái tình thương trong người của mình, tổ đã cảnh cáo như vậy đó. Nhưng mà nhiều người vẫn bắt chước để làm thiền sư đó, để làm dùng. Như vậy Tổ Lô Sơn, tức là thầy của Tổ Đại Ngu. Tổ Lô Sơn thảnh thơi và chính chân như thế, nắm vững được cả hai chiều thuận nghịch như thế, mà đệ tử cũng còn hoang mang, không thăm dò được bờ mẽ của trí tuệ Ngài. Tổ Đăng Hà cũng vậy, đùa giỡn với hạt châu, khi ấn khi hiện, kẻ học nhân tới, không ai là không bị Tổ la mắng. La mắng là tại mình ngu quá đi, mình bị kẹt quá đi. Và Tổ la mắng mà mình tìm cách để nói lại, thì Tổ không có cho nói lại. Ở trong cái truyền thống thiền môn, khi mà thầy mình rầy, mình đâu được nói lại. Dù cho mình nghĩ rằng thầy mình có tri giác sai lầm về mình, thầy mình nói oan mình, thì mình cũng không được nói lại. Nó là truyền thống thôi, chứ không phải là chỉ riêng thầy mình mới như vậy, mấy thầy khác cũng vậy. Tôi đang hàng ngày xưa là học trò đi thi, lần đần với thi cử. Thi đi muốn làm quan. Có một lần đi thi thì gặp một thiền tri thức, nói: anh đi đâu đó? Tôi đi thi. Thi để làm gì? Thi để làm quan. Làm quan đâu bằng làm Phật. Làm Phật sướng hơn nhiều. Nó làm sao làm Phật? Có Tổ Đạo Nhất đang có mở đạo tràng lớn, tới học với Tổ Đạo Nhất đi. Thì anh chàng thư sinh đó mới tới Tổ Đạo Nhất. Tổ Đạo Nhất thấy anh chàng này chắc là mình phải gửi đi một nơi khác trước, rồi mới gửi tới Tổ Thạch Đầu. Tổ Thạch Đầu ở trên một cái ngọn núi có những tảng đá rất lớn. Nghe đồn là những cái tảng đá trên đó nó trơn lắm, đi không khéo nó sẽ té. Nhưng cái trơn này không phải là trơn của đá, mà trơn của cái giáo lý Thạch Đầu. Ở với Tổ Thạch Đầu 3 năm. Quốc đất làm vườn, trồng khoai, ngồi thiền, gánh nước, đủ thứ hết. Có một bữa đại chúng đi chấp tác, ai cũng cầm cuốc, cầm thuống đi làm việc hết. Thì Tổ Đăng Hà không có cầm cuốc, cầm thuống, mà lại lấy múc một chậu nước và thủ trong tay một con dao cạo. Và khi mọi người ra làm việc hết thì Tổ bưng cái chậu nước tới trước mặt Tổ Thạch Đầu, lạy xuống và đưa con dao. Thì Tổ Thạch Đầu cười rồi mới cạo đầu cho Đăng Hà. Tu dưới sự hướng dẫn của Tổ Đăng Hà, của Tổ Thạch Đầu thành công lắm. Thành 3 năm sau thì Tổ Đăng Hà trở về với Tổ Đạo Nhất. Trở về chùa và leo lên trên tượng Văn Thù mà ngồi.
đi thẳng vào, không có đánh lễ gì hết, đi vô vào trong chánh điện, leo tổ đường, leo lên tổ văn thù, lưng tổ văn thù mà ngồi, tượng văn thù ngồi, đại chúng thức kinh, đại chúng thức kinh, không có dám làm gì hết, lên kêu tổ xuống, thấy anh chàng đang ngồi đang ngồi trên tổ thích quá, rồi nói ô ngã tứ thiên nhiên ngã tứ là con của tôi, thiên nhiên là tự nhiên, dịch là thiên nhiên con ta. Thì lúc đó thì Đăng Hà mới bước xuống, lạy xuống và nói cảm ơn hòa thượng đã cho con pháp danh. Và từ đó thì tổ Đăng Hà có tên là Đăng Hà Thiên Nhiên. Tổ tên là Đăng Hà tại vì tổ ở trên núi Đăng Hà. Tổ sanh năm 739 và thịt năm 824. Có một lần tổ tới cái chùa Hê Lâm á, mùa đông trời lạnh, lạnh quá đi. Và thấy mọi người trong chùa tuy là học rất là siêng nhưng mà cố chấp quá đi. Học tu và rất siêng nhưng cố chấp quá đấy. Mà trời quá lạnh thành nó tổ mới lạnh quá mà không có củi, tổ mới lấy một cái tượng Phật, tổ mới chẻ ra bỏ vào lò sưởi để mà sưởi. Thì tất cả các thầy ở trong chùa đều phản đối quá trời và đi kiếm ông chủ chùa, thầy chủ chùa, kiếm một hồi lâu lắm chủ chùa mới xuất hiện. Chủ chùa nói tại sao mà dám chẻ tượng Phật ra để đốt, tại sao dám đốt tượng Phật? Thì tổ Đăng Hà mới lấy cái que khơi ở trong tro, hỏi tìm cái gì? Nó tìm xá lợi, ngọc xá lợi. Rồi cái ông chủ chùa nói tượng gỗ làm sao có xá lợi? Thì tổ mới nói nếu mà không có thì có hai ba tượng khác đem xuống đốt cho luôn. Thì lúc đó vì chú chùa mới giác ngộ, mới biết rằng đây là một bài học cho mình. Đốt một tượng Phật mà giúp cho người giác ngộ là cũng xứng đáng lắm. Nếu không có xá lợi thì phải lấy thêm Phật nữa. Phật này không có xá lợi phải đốt Phật khác nữa. Và đó là cái câu chuyện về Tổ Đăng Hà. Tổ Đăng Hà có làm những cái bài thơ rất là diễm lệ. Trong đó cái đề tài là hạt châu, cho nên mới nói là Tổ Đăng Hà đùa giỡn với hạt châu. Khi ấn khi hiện, kẻ học nhân tới không ai là không bị tổ la mắng. La mắng tại ngu quá đi mà, cố chấp quá đi mà. Thành ngày xưa có các tổ như vậy, thành bây giờ thầy mình có la mắng mình sơ sơ thì mình cũng đừng nên buồn. Sư anh mình dày sơ sơ, đừng có buồn. You got the message. Sư chị dày sơ sơ, đừng có nên buồn. Hành tung của Tổ Ma Cốc thì đắng như vỏ cây hoàng bá. Ai đến gần cũng không được. Cây hoàng bá là một cái cây đắng lắm, cái vỏ nó đắng lắm. Và cái vỏ cây hoàng bá có thể làm thuốc được. Và nếu mà muốn nhuộm y á, màu vàng á, thì cũng có thể lấy cái cây đó để nấu lên màu vàng, nhuộm y vàng được. Cái tiếng Latin của nó là Philodendron amurans.
đắng như vỏ cây hoàng, đắng như vỏ cây hoàng bá, nhưng mà trị bệnh được rất là nhiều. Đôi khi mình thấy cái lời nói của thầy nó đắng như vậy, nó cay như vậy đó, nhưng mà trong đó nó có chất trị liệu. Cho nên mình hảo ngọt quen rồi á. Mình ưa ngọt quen rồi thì là mình không có cơ hội. Tại vì chính những cái đắng đó, những cái cay đó nó sẽ làm cho mình nên người. Phải không con? Tô Thạch Cúng thì bí quyết là tìm người trên đầu một mũi tên, làm cho ai nấy cũng đều sợ hãi. Tới tham vấn mà Tổ đưa một cái cung lên và Tổ nhắm vào. Người nào cũng sợ hết à. Tổ mà bắn gái thôi chết. Ngày xưa Tô Thạch Cúng là một người thợ săn. Bắn rất là giỏi. Có một lần đi ngang qua cái thất của tổ Đạo Nhất, bảo Tổ Đạo Nhất, thì gặp Tổ đang làm vườn, thì Thạch Cúng mới hỏi trong núi này có nai không? Nó hỏi gì vậy? Con là người chuyên môn săn nai, bắn nai. Tổ hỏi, bắn lần được mấy con? Mỗi mũi tên bắn được mấy con? Thì Thạch Cúng nói, bắn mỗi lần được một con. Bắn trăm phát trăm trúng đó. Bắn một lần một con. Thì Tổ mới cười nói, như vậy là chưa biết bắn nai. Bắn lần con nhầm nhò gì? Anh kia mới nói, vậy thầy biết bắn không? Biết chứ sao không? Thầy bắn mỗi lần được mấy con? Nó bắn hết cả đàn luôn một lần, một mũi tên thôi. Bắn hết cả đàn, cả bầy luôn. Nó nói, nai nó cũng làm sinh mạng. Bắn một con để ăn thôi mà tại sao mình phải bắn hết cả đàn nai như vậy là còn gì nữa? Tức là tuy là thợ săn bắn nai nhưng mà trong lòng cũng còn có cái ý niệm về sinh môi, tức là mình đi săn để ăn để bán thôi chứ còn tàn sát sinh môi hết thì đâu được. Thì nai cũng là những sinh mạng như vậy, nỡ lòng nào mình bắn một lần hết cả đàn như vậy. Thầy nói như vậy con có hiểu? Lòng từ bi của thầy ở đâu? Thì lúc đó Tổ mới cười. Anh biết như vậy tại sao anh bắn anh cái đi? Anh biết như vậy tại sao anh không bắn anh một cái đi? Thì Thạch Cúng mới nói, thầy nói như vậy con cũng chưa hiểu. Thì Tổ mới nói, cha cái anh chàng này bao nhiêu kiếp nghiệp trước nặng nề, u tối, ngày hôm nay tự nhiên nó thoát được, hết được, chấm dứt rồi, ngày hôm nay là chấm dứt rồi. Thì nghe câu nói đó, người thợ săn Thạch Cúng quỳ xuống, xin được làm đệ tử xuất gia. Từ đó là không có bắn nữa, nhưng mà vẫn giữ một cái cung để làm kỷ niệm. Và khi thành thầy rồi á, thì vẫn treo cái cung đó. Còn cái attachment nào đó. Nhưng mà bây giờ nó trở thành một cái pháp khí. Và khi có một người tới tham vấn, dừng cũng lên, sợ hết. Trong mấy chục năm, làm như vậy ai cũng sợ hết. Thiền sư có nhiều ông ghê quá đi. Trong cái hiền như là thầy là ngoài đâu. Ông thì đắng như là vỏ hoàng bá. Ông thì dương cung lên. Bữa đó có một thầy tên là Nghĩa Trung tới thăm vấn. Tam Bình Nghĩa Trung tới thăm vấn.
thì tố cũng dương cung ra. Thì Thanh Bình chịu chơi, cởi áo tràng ra, được. Thầy bắn đi. Nhưng mà mũi tên này là mũi tên giết người, còn mũi tên cứu người ở đâu? Xong đem ra bắn. Nói vậy đó. Đó là mũi tên giết người, còn mũi tên cứu người ở đâu? Sao không đem ra xài? Thì nghe anh nói như vậy thì Tố Thạch cũng mới giật cái dây cung bưng 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 ba lần, không có cho cái mũi tên đi ra mà cho ba cái âm thanh bưng 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 ba lần. Thì thầy Nghĩa Trung lại xuống, xá và lại xuống, tức là coi như là mình đã nhận được cái mũi tên cứu người rồi, trở thành đệ tử. Lúc đó Tổ Thạch cũng nói: trời đất ơi, 30 năm tôi đi tìm một người mà bây giờ mới tìm ra được. Tìm một người. Và từ đó về sau Tổ đập bẻ gãy cái cung của Tổ. Đó là câu chuyện của Tổ Thạch Cúng. Thạch Cúng, Tổ Thạch Cúng thì bí quyết là tìm người trên đầu một mũi tên, làm cho ai nấy cũng đều sợ hãi. Còn bây giờ Tổ mới nói Tổ đó, còn cái cách hành xử của ông thầy tu núi là tôi đây, thì đó là sự thành hoài chân thực, chân chính thành hoài. Cái thành hoài đây nó có nghĩa là thành để mà hoài. Và lúc đó mới có thành thật. Tức là tạo ra một cái gì đó để mà phá hoại. Và khi mà phá hoại xong rồi thì mới xây dựng ra được một cái mới, một cái new being. Tức là những cái lời dạy của Tổ, những cái pháp môn của Tổ là những cái phương pháp, những phương tiện để phá hoại, để đập nát, để giải cứu. Và khi mà cái vô minh bị phá hoại thì cái trí tuệ mới được sanh ra mà thôi. Cho nên cái đó gọi là chân chính thành hoại. Đây không phải là sự thành hoại tầm thường, đây là sự thành hoại siêu việt. Thành đấy là để mà hoại, hoại đây để mà thành lại, trở lại. Một cái quá trình chết đi sống lại, có chết đi trong cái đời sống u mê của mình thì mới sinh ra trong cái đời sống của trí tuệ. Có chết đi trong cái đời sống vướng mắc của mình thì mới sinh ra trong cái đời sống tự do. Tôi chân thành nói. Tôi đùa bỡn với sự thần biến tâm linh. Nó có sự thật thần biến. Mình muốn gì được nấy. Mình có phép thần thông. Mình có thể đùa bỡn với cái đó được. Đùa bỡn là sử dụng một cách rất là tự do. Sử dụng một cách rất là tự nhiên và tự do. Cũng như khi mà mình nâng cái chén trà lên mình uống á, mình sử dụng được cái trí tuệ của mình, cái tâm chiếu sáng của mình, thì mình thấy rằng khi mình nâng cái chén trà lên như vậy là tất cả tổ tiên tâm linh, tổ tiên thức thông của mình đều đưa hai tay ra nâng chén trà hết. Và đây là cái sự thật mà không phải là cái tưởng tượng. Tại khoa học cho chúng ta biết rằng tất cả các tổ tiên của chúng ta đều có mặt ở trong từng tế bào cơ thể dưới hình dạng của những cái nhiễm thể. Tất cả những vốn liếng di truyền của tổ tiên đều có mặt trong từng tế bào của cơ thể mình. Tất cả những cái thành công thất bại, tuệ giác tình thương, khổ đau của tất cả tổ tiên đều trao truyền lại cho mình trong từng tế bào. Và những cái tuệ giác, những cái thành công, những thất bại của các tổ tâm linh cũng trao truyền lại cho mình.
Và khi mà mình sử dụng tâm mà mình thấy được cái đó, thì khi mình nâng cái chén trà lên như vậy, mình thấy tất cả tổ tiên đều nâng lên một lần. Và khi mình uống thì tất cả tổ tiên, tâm linh và huyết thống đều uống hết. Cái đó là phép lạ, cái đó là thần biến. Khi mình bước một bước chân đi thì tất cả tổ tiên cùng bước theo một lần. Tổ tiên xưa cùng có mặt một lần trong bất cứ một cái giờ phút nào. Thì cái chuyện đó là thần biến mà người nào làm cũng được. Ví dụ như mình đang ngồi đây, và nếu mình ngồi có ý thức của chánh niệm thì mình thấy rằng cái chỗ mình đang ngồi đây là có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người đã từng ngồi đây. Và có khi nào mình ngồi mà mình thấy được cái điều đó? Có những người, có những sinh vật, có những người đã sinh ra ngay tại chỗ này và đã chết đi ngay. Có những người đã chết đi chỗ này, chết đi vì bị người ta bắn, hay người ta giết, hay là già mà chết, hay bệnh mà chết ngay chính chỗ mình ngồi. Mình nếu mình ngồi với trí tuệ, mình thấy cái chỗ đất này nó như vậy, có thể một Đức Thế Tôn đã sinh ra tại chỗ này hoặc đã nhập diệt ngay cái chỗ mình đang ngồi. Khi mà thấy được như vậy thì tức là mình đang sử dụng cái tâm sáng chói của mình đó. Nhưng mà mình sống hàng ngày mình đâu có sử dụng cái tâm như vậy. Mình sống trong sự u mê, trong sự quên lãng. Mình có những cái phép quyền biến thị hiện mà mình không có sử dụng. Mình uống trà như là một người mê ngủ, mình bước đi như một người mộng du, mình cũng có sống với cái trí tuệ đó, cái thấy đó, cái thần biến đó. Ông thầy tu núi là tôi đây là sự thành hoài chân thực. Tôi đùa bỡn với sự thần biến tâm linh, tôi đi vào được trong tất cả mọi cơ cảnh, mọi hoàn cảnh, mọi căn cơ, tôi đi vào được hết. Đi vào thế giới tịnh độ tôi cũng đi được, đi vào địa ngục tôi cũng đi vào được, đi vào anh tôi đi vào được, đi vào chị tôi đi vào được. Và ở đâu tôi cũng duy trì được bản lĩnh của mình là vô sự, và cảnh không bao giờ đoạt được tôi. Đi vào đâu cũng đi với một con người tự do không vướng mắc, và vì vậy cho nên bất cứ một đối tượng nhận thức nào cũng không có thể nào bắt tôi được, như là con ma nó bắt tôi. Đi vào sắc thì tôi tự do, sắc không có bắt được tôi. Đi vào thanh tôi cũng tự do, thanh không có bắt được tôi. Và những tư tưởng uyên áo kỳ diệu là đối tượng của ý, tôi đi vào chúng nó cũng bắt được tôi, tôi vẫn tự do như thường, tôi là người vô sự. Đọc một cuốn sách mà mê, đó là không có tự do. Nghe một cái lời gì mà mê cái lời đó cũng là không có tự do. Mê tức là bị nó bắt, ma bắt. Có khi ma đó là ma Phật hay là ma Pháp. Mà đó là những cái phân tôn, những cái con ma, mình mất tự do. Người ta nói rằng là mình bị ngũ dục lôi kéo thì đó là bị ma kéo. Nhưng mà nếu mình bị những cái tư tưởng uyên ảo, những hình ảnh tốt đẹp như là hình ảnh của Bụt, Bồ Tát, Tỳ Lô Giá Na lôi kéo thì đó cũng là ma. Và như vậy mình bị cắn đoạt. Mình không phải là người tự do. Mình không phải là người vô sự. Tôi đùa bỡn với sự thần biến tâm linh. Tôi đi vào được trong tất cả mọi cơ cảnh. Và ở đâu tôi cũng duy trì được cái bản lĩnh của mình là vô sự. Cảnh không bao giờ đoạt được tôi. Nếu có ai tìm tới, tôi sẽ đi ra nhìn người ấy. Nhìn thôi. Nhưng mà nhìn bằng cái mắt nào? Bằng con mắt của một thiền sư, bằng con mắt quán chiếu. Thấy được cái chiều sâu, cái ruột đen của người đó. Người đó có cái thao thức gì, có cái đam mê gì, có cái ý nguyện gì, có cái kẹt nào là đều thấy được hết. Tại mình lấy cái kinh nghiệm của mình, lấy cái tự giác của mình để nhìn. Cái đó gọi là quán cơ. Quán cơ tức là nhìn cái trường hợp đó để biết. Nếu không biết thì không có dạy được.
Kẻ ấy không biết tôi, nhưng mà tôi biết kẻ ấy. Tại kẻ ấy chưa có con mắt quan chiếu, thì kẻ ấy không biết tôi. Nhưng mà tôi có con mắt quan chiếu, thì tôi biết kẻ ấy. Và khi mình biết được thế gian, biết được cuộc đời, biết được con người, thì mình mới có thể độ được thế gian, độ được cuộc đời, độ được con người. Và thế gian giải là một trong 10 tôn hiệu của Đức Thế Tôn Loka David. Thế gian giải là hiểu được thế gian, hiểu được con người. Thiền sư hiểu được con người, nhưng mà con người chưa hiểu được thiền sư. Tôi thấy được người đó, nhưng người đó không có thấy tôi. Kẻ ấy không biết tôi. Tôi liền mặc áo vào. Thế nào cũng phải mặc áo chứ. Tiếp khách mà không mặc áo sao được. Áo có nhiều thứ. Cái học nhân nhìn thấy áo, trong tâm liền phát sinh kiến giải, kẹt ngay vào ngôn cú của tôi. Mình phải mặc vào cái áo. Thầy là một cái áo, đệ tử là một cái áo, xuất gia là cái áo, tại gia là cái áo, đều là áo hết. Năm 1950, 51 gì đó, có một lần công an ở Đà Lạt tới chùa Liên Sơn để tìm thầy. Thầy nghe nói thầy có những tư tưởng có vẻ hơi cách mạng, hơi thần kháng chiến. Hồi đó thầy đã xuất bản thơ, sách rồi, những tập thơ, cuốn sách rồi. Thì cái ông công an đó, ông ấy tới chùa Liên Sơn, ông gặp thầy đang mặc một cái áo Nhật Bình cùng cùng, hỏi chú cho tôi gặp thầy Nhất Hạnh. Thì tôi nói dạ, bác vào đây một chút. Là tôi đi lên đến lầu, tôi mặc áo tràng vô, mặc áo tràng vô, tôi đi bỏ xuống, tôi ngồi, dạ thưa bác, tôi là thầy Nhất Hạnh. Thì là hai cái áo mà chưa chắc áo nào đã là thầy Nhất Hạnh. Áo Nhất Bình cũng chưa chắc là thầy Nhất Hạnh, mà áo tràng cũng chưa chắc là thầy Nhất Hạnh. Ông ta hơi ngạc nhiên, thấy ông thầy này cũng ngộ. Và cố nhiên là thầy Lâm Tế phải mặc một cái áo nào đó chứ, không mặc sao được. Tôi liền mặc áo vào, áo có nhiều thứ. Cái học nhân nhìn thấy áo, trong tâm liền phát sinh ra kiến giải. Tức là có một cái ý niệm về thiền sư. Thiền sư này ghê quá, thiền sư này hay quá, thiền sư này giỏi quá, thiền sư này thanh tịnh, thiền sư này giải thoát, thiền sư này vững chãi, thánh thơi, có những cái kiến giải như vậy. Cái học nhân nhìn thấy áo, trong tâm liền phát sinh kiến giải, kẹt ngay vào ngôn cú của tôi. Cố nhiên là mình nói thì mình phải dùng danh từ, phải nói ra cái gì đó, và nói ra cái gì thì người đó đớp cái đó, kẹt vào cái đó. Nói chánh niệm thì người đó, trời ơi chánh niệm như vậy là hay quá đấy, và đem chánh niệm về. Chánh niệm là một cái gồng cùng đi nói chánh niệm. Nói chánh niệm là cái hay nhất ở trên đời. Trong cái đó thì mình thực tập chánh niệm, mình không thấy được chánh niệm là cái gì hết. Ở trong chúng ta có nhiều người có cái khuynh hướng gọi là missionary, là ưa trường đạo lắm. Mình có ưa tu, nhưng mà mình rất là ưa trường đạo. Mình có được cái tư tưởng gì hay, có cái gì mình tin tưởng là hay, thì mình đem truyền bá đó, mình lấy cái thời giờ đó, cái cuộc đời của mình để làm một nhà trường đạo, trường giáo. Quảng bá cái tư tưởng mình tin là chân lý. Đó là khuynh hướng của rất nhiều người. Mà mình không sống được với cái đó. Cái học nhân nhìn thấy áo, trong tâm liền phát sinh kiến giải, kẹt ngay vào ngôn cú của tôi.
tội nghiệp cho cái ông thầy đuôi mù không mắt này quá đi. Ông ta nhận làm cái áo là tôi, cho tôi là hoặc vàng, hoặc xanh, hoặc trắng, hoặc đỏ. Áo cố nhiên là nó có cái màu. Nó không phải là màu buộc thì nó có màu dương giác, nó có màu thánh văn, nó có màu Bồ Tát. Hoặc là Atula, hoặc là địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sinh thì nó có nhiều áo. Áo, thầy này là xanh, thầy này là đỏ, thầy này là vàng, thầy này là tím. Thấy thế, tôi mới cởi hết áo đi và để lộ cái thân tình ra. Tức là nói rằng anh kẹt vào áo đó. Và thân tình ở đây tức là nói là không có áo. Không có áo. Những cái áo của kia là những cái không ngôn, những cái giả danh, những cái phương tiện, anh đừng kẹt vào đó. Đem cái thân tình đó ra tức là anh phải vượt thoát. Nhưng mà cái thân tình đó cũng là một cái thứ áo. Tại vì cái giáo lý về giả danh á, giáo lý về phương tiện, nó cũng là một loại áo. Dùng áo để mà diệt áo. Ví dụ như là người ta chấp vào có thì mình hiến tặng cho giáo lý về không. Thành cái áo không là để mà giúp lột cái áo có. Nhưng mà cái áo không vẫn là cái áo. Vì vậy cho nên khi mình lột được cái áo không thì mới thiệt là lột được áo. Cái thanh tịnh này là vậy. Lột mấy cái áo kia ra. Nói là buộc, Bồ Tát, giải thoát đều là áo hết. Mình đâu có kẹt vào những cái danh từ như vậy. Thì người kia cũng muốn vượt thoát. Và cái đó gọi là cái thanh tịnh. Nhưng mà cái thanh tịnh cũng là một cái áo để chấp vào. Vì học nhân thấy thế liền sinh tâm vui mừng và ham muốn. Bây giờ ưa lắm. Phải ưa cái gọi là niết bàn, vượt thoát sinh tử, vượt thoát những ý niệm có, không còn mất, đến đi một và nhiều. Tưởng là mình nắm được cái gọi là niết bàn rồi. Vì học nhân thấy thế liền sinh tâm vui mừng và muốn tôi liền cởi bỏ luôn cái áo thanh tịnh ấy ra nữa. Bây giờ cái học nhân thất kinh, hoang mang, cuống cuồng bỏ chạy, nói rằng tôi trần truồng như nhộng. Con người thật, không có áo, dầu là áo buộc, áo Bồ Tát, áo dương giác, áo thanh văn. Học tới đây thì quý vị biết được thêm chút đỉnh về cái vô vị chân nhân, tức là con người thật. Chứ không phải con người thật là con người muốn gì làm đó. Bây giờ cái học nhân thất kinh, hoang mang, cuống cuồng bỏ chạy, nói rằng tôi trần truồng như nhộng. Cái chữ như nhộng là thầy thêm vô. Ở trong nguyên văn là trần truồng thôi. Nhưng mà tiếng Việt nói trần truồng như nhộng mới hay. Nhộng tức là con sâu. Con sâu nó làm ra tơ lụa. Con nhộng. Đọc tới đây mình mới nhớ tới một cái câu chuyện thần kỳ của Anderson. Anderson tức là một nhà văn Đan Mạch đó, mà viết truyện đời xưa. Ông viết rằng có ông vua đó, ông ưa mặc áo đẹp lắm đó. Và ông muốn là những cái thứ lụa là, những cái thứ vải bô gì mà đẹp nhất ở trong xứ là đem tới để ông, để may cho ông. Mình nhớ ông thợ đẹp nhất ở trong, hay giỏi nhất ở trong xứ là đều tới để phục vụ cho vua. Thì có bữa đó thì có ông thợ ông nói cái lụa mà Hà Thần mới tìm được này là hy hữu, có 102 trên thế giới.
và đưa cái tấm lụa ra đó, thì ông vua ông có thấy nói, cái lụa này chỉ có những người có đức hạnh, những người mà có những cái tội lỗi tày trời thì không bao giờ có thể thấy được hết, thấy không có thấy, nhưng mà ai cũng có thể thấy được hết. Thế ông vua ông đó cũng muốn công nhận mình là một người như vậy, ông nói chà, lụa đẹp thiệt á. Như vậy thì khanh may cho ta một cái áo thật đẹp. Và để chắc ăn là cái lụa này là lụa đẹp nhất, ta gọi các triều thần lên đây. Thì triều thần lên, thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng, bộ ngoại giao, rồi tới hết. Và vua nói, đẹp không? Ai cũng xích xoa khen đẹp hết. Tại vì không ai dám nghĩ rằng mình có thấy cái lụa đó. Mình thấy lụa đó tức là mình là một người tội lỗi. Ai cũng khen hết, thành ra vua tin chắc rằng cái lụa này đẹp nhất trên thế giới. Và ông thờ ông nói là con phải, hạ thần phải một tháng rưỡi mới có thể may được cho bệ hạ cái áo như vậy thế. Và cái ngày mà ướm thử lên mặc áo thì mời cung nhân mỹ nữ, cung tần mỹ nữ và hoàng gia tới để coi, thì người nào cũng khen hoàng thượng hôm nay mặc cái áo đẹp quá trời. Ai cũng khen ngợi cái áo đó ấy. Và có người đề nghị là nên mở một cuộc diễn hành trong thành phố để cho người ai cũng thấy được nhà vua mặc cái áo đẹp trên đời chưa bao giờ từng có. Ông này ưa áo đẹp lắm. Ông này đàn ông mà ưa áo đẹp lắm. Các cô mà ưa đi shopping hiểu được thầy ông vua này. Thì dân chúng đã được loan báo rằng nhà vua sẽ mặc chiếc áo đẹp nhất, chiếc áo tơ lụa như vậy đó. Thành tới đâu ai cũng tung hô, trời ơi, hoàng đế hôm nay mặc áo đẹp quá, đẹp quá. Cho đến khi mà cái đám rước đi qua một cái ngã tư thì có đứa nhỏ. Nó ra, trời đất ơi, cái ông này không có mặc quần, mặc áo. Thì cái ông cha nói, trời đất, mày đừng có nói như vậy, mà kéo thằng nhỏ vô. Nếu như vậy thì bị chém đầu. Mà kỳ thực á, là cái sự thật nó được từ con nít nó nói ra, tại vì ai cũng không có dám nói sự thật. Chỉ có một đứa con nít nó không có sự chết, nó không có mặc cảm tội lỗi gì hết, cho nên nói ra sự thật. Thì đó là cái chuyện của Anderson, là về chiếc áo. Thì nó dính líu tới cái này. Ông vua không có mặc áo mặc quần gì hết mà dám đi như vậy, là tất cả thần dân trong nước đều khen là áo đẹp. Sự thật là nó như vậy. Mà chuyện này là chuyện có thiệt. Chuyện này là chuyện có thiệt. Có những vị giáo chủ, có những bậc đạo sư, giỏm, tiếng Anh gọi là fake, nhưng mà được người ta tôn phục và tôn thờ quá chừng. Và những người đó kỳ thực có thể là trần truồng, không có một manh áo đạo đức, manh áo tuệ giác, nhưng mà người ta vẫn tôn phục như vậy. Không những ở Ấn Độ mà bên Mỹ cũng vậy, và khắp nơi những người có cái áo rất là đẹp, nhưng mà những cái áo đó là những cái áo do cái tâm ý mình nó tạo ra thôi, những cái construction mental. Những cái tạo tác của tâm ý. Vì vậy cho nên cái chuyện mà mặc áo cũng như cái chuyện và thấy có áo là cái đề tài rất là thú vị. Tôi mới nói với kẻ ấy, chú có biết cái con người mặc áo trong tôi là ai chưa? Have you realized, have you seen the man that wears the robes? Have you seen? Hay là chú đã thấy cái người mặc áo thôi? Hay là chú mới thấy áo thôi?
Ta phải có người mặc áo thì mới có áo, mặc áo được. Và cái vấn đề là chú thấy được con người. Cho chú, vấn đề không phải là thấy được cái áo. Hốt nhiên, kẻ kia quay đầu lại và nhận ra tôi. Đó là sự thành công. Trước đó người tới, đó tới thì thiền sư thấy được người đó chưa thấy được thiền sư. Và sau một hồi, làm sao không biết mà người đó thấy được thiền sư. Lúc đó là sự thành công lớn. Thế cái đoạn văn này là một cái bản nhạc rất là hào hùng. Bản nhạc rất là hào hùng, bản nhạc tâm linh rất là hào hùng. Hay hơn những bản nhạc của Bach, của Chopin, của Mozart. Này các vị đại đức, các vị đừng có kẹt vào cái áo. Áo là bất động, chỉ có người mới có thể mặc áo. Có cái áo thanh tịnh, có cái áo vô sinh, có cái áo bồ đề, có cái áo niết bàn, có áo tổ, có áo buộc. Và mình kẹt vào áo là mình cũng chết. Các vị đại đức, nếu những cái đó chỉ là âm thanh, danh từ và văn cú, thì tất cả đều chỉ là những chiếc áo được biến hiện ra, vận dụng từ huyệt khí hải dưới rốn đi lên, làm hàm răng lách cách phát ra thành câu thành ý, nên biết rõ những thứ ấy chỉ là trò huyễn hóa. Huyệt khí hải là huyệt ở dưới này, ở dưới rốn. Và người ta tin rằng hơi thở của mình bắt đầu từ huyệt khí hải. Hơi thở bụng, hơi thở sâu, huyệt khí hải là chỗ phát xuất của hơi thở ra. Ngày xưa tổ cũng biết nghệ thuật châm cứu, biết tên các huyệt. Trong đó có huyệt khí hải. Khí hải tức là ocean of khí, energy, ocean of energy. Này các vị đại đức, bên ngoài là hành động phát ra, âm thanh, ngôn ngữ. Bên trong là tâm tư phát sinh ý niệm. Hành động, âm thanh, ngôn ngữ và ý niệm, tất cả đều chỉ đều là những cái loại áo. Tất cả chỉ đều là những loại áo. Tại sao các vị lại nhận những cái áo ấy làm kiến giải chân thật? Nếu có tiếp tục như thế thì dù có tu trải qua muôn vạn kiếp nhiều như vi trần, cũng chỉ là để hết mặc cái áo này lại mặc áo khác. Chưa phải là thần thông mà mới chỉ là y thông. Y đây là chơi chữ. Y chữ y trong kinh đó là Asraya, tức là chữ nương tựa. Nhưng chữ y đây nó cũng có nghĩa là áo. Đây là cái vấn đề chơi chữ. Y là chỗ nương tựa. Y cũng là áo. Chưa mới là thần thông, chưa đạt được thần thông, mới đạt được y thông, mới có áo thôi. Chưa thoát được luân hồi sinh tử và tất cả đều không bằng sự thực tập vô sự. Gặp nhau không biết nhau, trò chuyện tên chẳng biết. Đó là tình trạng rất là phổ cập. Hai người gặp nhau nhưng mà không biết nhau. Và trong khi nói chuyện tên nhau cũng chẳng biết. Đó là trường hợp của rất nhiều cặp thầy trò. Giữa thầy trò không có sự truyền thông rõ ràng. Thầy không biết trò là ai, trò không biết thầy là ai. Và đôi khi làm thầy trò với nhau 30 năm mà vẫn không có sự truyền thông đó. Thầy không hiểu được trò và trò không hiểu được thầy. Tương phùng bất tương thức, gặp nhau không có biết nhau. Cộng ngữ bất tri danh, cùng nói với nhau mà không biết được cái tên của nhau.